khi mà à đúng qua bên sai đúng không, thì mình sẽ tìm một cái mệnh đề chỉ đúng khi a đúng qua bên sai, rồi mình phủ định cái mệnh đề đó lại thì nó sẽ dễ hơn đúng không. Ngay trong cái câu đó mình đã có câu trả lời rồi, khi mà a đúng và b sai đó đúng không, tức là khi a và b sai đó đúng không, cái thằng này sẽ là phủ định của thằng này, thằng a suy ra b này, cái này nó sẽ là bằng với phủ định của thằng a suy ra b đúng không. Đó, nếu mọi người không nhớ kiến thức mình đi tập hợp thì mọi người quý ra cái ngôn ngữ thằng này. À, ơi sao lại dùng vector ta, nhầm 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 chút đó, cái giống ngã bên này là phủ định này. Như vậy thì mình sẽ phủ định lại thằng phủ định lại thằng này một lần nữa để tìm ra một mệnh đề tương đương với thằng này đó. Phủ định của a là không a, phủ định hoặc là a và là thành hoặc, phủ định b thành b đúng không, tức là thằng a thì ra b nó sẽ tương đương với không a hoặc là b. Bây giờ mình quy đổi ra ngôn ngữ thường ngày đi, mình quy đổi ra ngôn ngữ thường ngày đi đó. Như đây, nếu a xảy ra thì b xảy ra thì nó sẽ tương đương với gì, nó sẽ tương đương với b xảy ra hoặc là không có a xảy ra đúng không, bởi vì nếu mà không có b xảy ra thì nó sẽ không có a thôi. Ừ, hơi khó hiểu ha. Bây giờ mình có hai trường hợp, b đúng hoặc là b sai. B đúng hoặc là b sai đó đúng không, mà thằng b đúng là chỉ là thằng này rồi, còn thằng b sai thì sao, thằng b sai thì nó sẽ xảy ra cái gì, thằng b sai, thằng b sai thì a phải sai rồi, bởi vì nếu mà a đúng thì b đã đúng rồi đúng không, cho nên b sai thì a phải sai. Được chưa, như vậy thằng này nó sẽ tương đương với a sai, a đúng là tương đương với a sai, thì cái thằng a suy ra b nó sẽ tương đương với b đúng hoặc a sai. Được chưa, sao em không nghe tiếng Anh, mọi người còn lại có nghe tiếng Anh không, mọi người, mọi người còn lại có nghe tiếng Anh không? Nghe rõ, chắc là do thiết bị của Bích Kình có vấn đề ấy. Ok, như vậy thì mình sẽ dùng cái câu này để mà đi vào cái câu khởi động này nhá. Vấn đề nếu ngày mai tức là ngôn ngữ bình thường thì nó không có dấu ngoặc này, nhưng mà anh thêm dấu ngoặc này để cho nó tương minh rõ ràng ra một chút nha mọi người. Nếu ngày mai mà trời mưa hoặc xe hỏng thì tôi sẽ không đi đá bóng, sẽ tương đương với bao nhiêu mệnh đề. Rồi ok, để tương đương với bao nhiêu mệnh đề thì mình làm tương mệnh đề xem nó có tương đương không. Mệnh đề một có tương đương không, nếu ngày mai tôi đi đá bóng thì trời không mưa và xe không hỏng. Thôi cái này để mà nói theo cái ngôn ngữ bình thường thì nó tốn hơi nhiều, nào nó sẽ nặng đâu, cho nên mình viết ra ký hiệu đi ha, sẽ hơi nặng đâu một chút, cho nên mình sẽ viết ra ký hiệu đi cho dễ. Mình sẽ viết trời mưa, trời mưa là gì, là á đi, mình gọi mệnh đề trời mưa là á, là đang viễn cảnh ngày mai nha mọi người, cho nên ghi ngày mai, cái ngày mai này mình không cần quan tâm nữa, tại vì cái nào cũng có ngày mai hết. Rồi, trời mưa là a, xe hỏng là b, và tôi đi đá bóng là c đó. Thì cái câu một này nó sẽ là cái mệnh đề gì, mọi người comment xem nào, dịch ra tiếng tiếng toán xem nào, dịch ra ngôn ngữ logic xem nó là cái gì nào. Mọi người
comment đó. Chơi mưa là A, sẽ hồng là B, tôi đi đâu cũng là C. Sau này đúng, cái đang hỏi là cái mình đi người ta cho là nó sẽ viết lại thành cái gì? À, hoặc B, à, suy ra C, đúng rồi. Mình thấy vào thôi, trời mưa là ok. Rồi lâu rồi không cho cái tăng vương miện ha, để tăng 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 cúc đúng không? Tăng cúc như thế nào ta? Tăng cúc cho đây một tí. Rồi, à, hiểu không? Hoặc là như này, hoặc là xuống nha mọi người. Ba là lên nha. B thì nó sẽ suy ra là C. Ok, đúng không? Rồi câu 1 sẽ là cái gì? À thôi, bây giờ mình tìm cái bên đây tương đương với cái này đi. Lúc này cái bên đây tương đương mình đã nói nó là cái gì rồi? Không A hoặc B đúng không? À, thôi bây giờ mình đổi thành M và N đi. Giờ này có A B rồi. M suy ra N sẽ tương đương với N hoặc không M. Đúng không? Như vậy thằng A hoặc B suy ra C nó sẽ tương đương với cái gì? Sẽ tương đương với cái gì? Mọi người? Thì câu này anh khuyến khích mọi người, nếu mà mọi người thấy mình ok, mình có khả năng thì mọi người sẽ nên rèn luyện, mình suy nghĩ theo cái logic, cái ngôn ngữ thường ngày chuyển về ký hiệu thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà anh khuyên mọi người nên tập suy nghĩ theo cái logic thường ngày giúp mọi người nhiều, rèn luyện mà. Cái này nó sẽ tương đương với cái gì? Sẽ tương đương với gì mọi người? Đấy, M suy ra N tương đương với N hoặc không M. Thì bây giờ mình tương đương lại thôi. Cái này là M đúng không? Cái này là M, cái này là N. Thì tương đương với C hoặc là không. A hoặc B, đúng không? Đúng không? Thì nó sẽ tương đương với gì nữa? Bây giờ cái này vẫn còn cái cụm này hơi 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 căng. Đó, mình sẽ đổi ra tiếp. C hoặc là nó là gì? Phủ định của cái này là gì? Phủ định của A hoặc B là cái gì? Cái A hoặc B đúng khi nào? À, nó sai khi nào? Nó sai chỉ khi cả A và B sai đúng không? Như vậy phủ định của nó sẽ là cái bên D mà đúng chỉ khi A và B sai. À, không A và không B. Rồi đây mình để đấy lại nhá, mình xem bên này gọi câu nào. Câu 1 đúng không? Câu 1 thì chi trả nó là gì? Câu 1 chi trả là gì? Nếu ngày mai tôi đi đọc ông thi, nếu thi tức là sao? Là có dấu suy ra rồi đúng không? Đó, làm mẫu nhá, làm mẫu nhá. Tôi đi đọc ông là gì? Tôi đi đá bóng là C đúng không? Sao mọi người không comment gì hết vậy? Đó, đúng không? Cái ngoặc trời không mưa và sẽ không hỏng. Trời không mưa là gì? Trời không mưa là không á và sẽ không hỏng, và sẽ không hỏng, và không bế. Cái này có đúng không? Cái này có đúng không? Quấn câu này là đúng. ủa chưa chủ đà nhá Quấn. Sao anh không nghe được vậy? Em nghĩ câu này là đúng. Anh thấy Quấn rồi, sao anh không nghe được ta? Chờ anh một chút nha. Ủa, mọi người có nghe tôi nói không vậy?
nghe có nghe Quân nói nhưng mà tại sao anh không bật được cái loa ở trên cái thiết bị này chờ anh một chút. Đấy, rồi kết nối lên là rồi ok Quân nói lại đi Quân. Em nghĩ cái mệnh đề này là đúng anh. Ừ, cái mệnh đề này là đúng. Tức là nó tương đương với cái Dạ. tên đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì sao? Đúng mà cả hai cái điều kiện này thì ngày Chơi mai chút, nó chơi mới đi chút. đá bóng. Ủa? Sao lại không nghe ta? Ủa mọi người ơi. Quấn còn đang nói đó không? Dạ có. Loa, đi sư, hello loa, phải nói lại đi Quân, bây giờ nghe rồi đó. Thì cái này á là cái câu chơi nó mục tiêu của nó là thỏa hai cái điều kiện thì nó mới đi đá bóng. Thì mình tư duy ngược lại thì nếu ngày mai nó đi đá bóng thì là bắt buộc phải thỏa hai cái điều kiện trên. Lại nói Cho nên là câu Cho nên là câu 1 là câu đúng. câu một là câu đúng hả? Này xem này, ví dụ nói vậy đúng không? Thì mình quy lên cái MVN đi. Cái câu một, cái này chính là cái gì? Chính là phủ định của A hoặc B đúng không? Đúng không? Thì như vậy có phải có phải câu một nó sẽ chính là N suy ra M đúng không? Nó có tương đương với M suy ra N không? À quên quên chơi chơi anh một chút, anh nhầm nhầm một chút. Cái này phóng ngữ suy ra, nếu ngày mai tôi đi đá bóng thì tức là n n quên một chút nha, n suy ra phóng ngữ trong lúc cái đề người ta cho gì. Người ta cho M suy ra phóng N. Hai cái này nó có tương đương không? À, anh nhầm một chút. À, Quân nói đi Quân. Ủa anh cái câu một mà nó phủ định cho câu trên mà thì nó phải thỏa hai điều kiện thì nó mới đi chứ Ừ, chứ đâu đúng có rồi điều đúng rồi kiện nào. đó, tức là nếu mà ngày mai chỉ cần trời mưa hoặc là xe hỏng thôi thì tôi đã không đi đá bóng rồi. Thì như vậy nếu mà tôi đi đá bóng thì trời phải vừa không mưa và xe phải vừa không hỏng đúng không? Ok, như vậy câu một là câu đúng, để anh sẽ diễn tả lại bằng cái ngôn ngữ ký hiệu này nhá. À, mình bây giờ mình phải làm thêm một bước nữa để xem nó có tương đương hay không. Thế này thì cái này nó sẽ tương đương với cái gì được, cái này nó sẽ tương đương với cái gì được, cái này bây giờ tương đương với mô suy ra n, nó sẽ tương đương với n hoặc không b đúng không, nó sẽ tương đương với không a và con b, hoặc là con c đúng không, đúng không ta? Sao thế này nó lại như vậy ta? Con a và con b hoặc con c, sao thế này nó lại là c ta? Để anh xem lại một chút nha. M suy ra n nó sẽ tương đương với có n hoặc là không có m luôn, n hoặc là không có m, là có n hoặc là không có m. À, sao ta,
mà ngày mai tôi đi đâu rồi thì chắc chắn là tôi sẽ Bạn nào chào ta, bạn nào giúp anh bạn nào giúp anh viết lại theo bảng ngôn ngữ ký hiệu ta. Chơi mưa hoặc xe hỏng à, tôi đi đá bóng là xế mà, cái này phải là khống xế chứ, tôi không đi đá bóng là khống xế chứ, anh nhau một chút như vậy cái này sẽ tương đương với khống xế hoặc đây đây khi nó hai cái này nó sẽ giống nhau đúng không, đó hai cái này nó sẽ giống nhau bởi vì cái dấu hoặc này nó sẽ có tính giao hoán đúng không. Rồi mình suy ra thành mình đi dễ hơn hả. Bây giờ thôi mình biến đổi tiếp thêm một cái nữa luôn thì cái A hoặc B suy ra C này nó sẽ tương đương với mệnh đề gì được. Cái này nó sẽ tương đương với mệnh đề gì được. Ui ký hiệu lù quá hả, vậy thì chắc em suy nghĩ theo cái ngôn ngữ thông thường cũng được, sẽ được lù luôn ký hiệu đối với em. Cái này nó sẽ tương đương với gì nữa ta, mình viết lại nhá, m suy ra n sẽ tương đương với cái gì nữa, một cái nữa nó sẽ tương đương với nếu mà không nếu mà không có n thì tức là không có m rồi đúng không. Cái này là tương đương đúng không, bởi vì mình đã có là m, nếu có m thì sẽ có n này đó, tức là nếu mà không có n thì nó sẽ không có m đúng không. Ví dụ như mình nói bên câu này luôn, nếu mà ngày mai trời mưa thì tôi sẽ không đi đá bóng đi, giả sử mình có cái câu đó đi thì cái việc mà tôi đi đá bóng rồi tức là chứng tỏ là trời không mưa đúng không. Đó, như vậy mình phải thêm cái này nữa thì nó sẽ dễ hơn đúng rồi. À, ok, cảm ơn thanh nhân nha. Cảm ơn Quân nha. À, như vậy câu 1 là câu đúng đúng không? À, nếu mà ngày mai trời mưa hoặc là xe hỏng thôi thì tôi sẽ không đi đá bóng. Như vậy tôi đã đi đá bóng rồi thì chứng tỏ là trời vừa không mưa mà xe vừa không hỏng đúng không? Đúng không? Đúng không? Như vậy câu 1 là câu đúng này. Mình tích vào một cái này. Đó. Tích vào đâu này cũng được, tích vào đâu này cho nó dễ dễ xem và này dễ đếm đúng không, mọi người hiểu không. Nếu mà ngày mai trời mưa hoặc là xe hỏng thôi thì tôi sẽ không đi đá bóng đó. Hơi nhạt cho nên là phải phải đảm bảo cả hai điều kiện. Mà đã đi đá bóng rồi thì chứng tỏ là trời vừa không mưa mà xe vừa không hỏng. Ok, câu 2. Nếu ngày mai tôi không đi đá bóng thì trời mưa hoặc là xe hỏng. Đúng hay sai? Đúng luôn hả? Đúng hay sai? Quân. Dạ anh, mệnh đề này cũng là mệnh đề đúng. Mình đây đúng hả? Dạ đúng rồi. Tại Tại sao vì lại đúng? nó đi đá, tại vì nó đi đá bóng thì là mình biết là trời thì nó sẽ không mưa thì nó mới có thể đi được. Hoặc là có thể là ổ khoai từ 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 từ. Nếu ngày mai nó đi đá bóng thì chỉ cần thỏa một trong hai thôi nó thì nó đã không đi rồi, trời mưa hoặc là xe hỏng hoặc là cả hai. Nhưng mà câu này nói là ngày mai nó không đi đá bóng mà. Thì ngày mai nó không đi đá bóng thì trời mưa hoặc xe hỏng. Không, ai Ý nói mày. đâu. Nó nói ấy, là nếu ngày mai trời mưa hoặc xe hỏng thì nó sẽ đi đá bóng, đúng không? Chứ nó còn nói là nếu ngày mai trời không mưa và xe không hỏng thì nó sẽ đi đá bóng đâu. Anh này nó Ủa lừa anh thì đang hỏi sao? câu gì vậy? Ủa anh đang hỏi câu 2 hay câu 3 vậy? Câu hai đó. Thì nó bảo là ngày mai nó không đi đá bóng thì trời sẽ mưa hoặc xe sẽ hỏng. Đúng. Thằng này là một thằng lười mà. Nó nói là
Trời mưa hoặc là xe hỏng thì nó sẽ không đi đá bóng đúng không? Chứ nó đâu có nói là trời không mưa và xe không hỏng thì nó sẽ đi đá bóng đâu. À, ý là ngày mai trời mưa hoặc xe hỏng thì nó sẽ Không, không đi mưa. ví dụ À, nha. em hiểu rồi, em hiểu rồi, em hiểu rồi. Ví dụ À. mẹ em nói nếu mà ngày mai con không được 10 điểm thì mẹ sẽ không thưởng cho con một chiếc xe máy. Ví dụ như vậy chẳng hạn thì câu đó nó không có nghĩa là nếu mà em được 10 điểm thì mẹ sẽ thưởng cho em một chiếc xe máy. Nói ví dụ nào cho nó dễ hiểu ta. Nếu ngày mai nó sẽ ví dụ em tỏ tình một đứa bạn chẳng hạn, thường nó nói nếu mà em không được 1.000 cộng đánh giá năng lực thì nó sẽ không yêu em. Không có nghĩa là nếu mà em được 1.000 cộng thì nó sẽ yêu em, đúng không? Đó, nhiều khi nó không có hứng thì nó không đá thôi. Đúng không? Ok, như vậy câu 2 nó không phải là một câu đúng. Thôi anh đến đang lấy ví dụ bàn cát chứ không phải là lấy ví dụ người yêu em. Ok, câu 3. Nếu ngày mai trời không mưa thì tôi đi đá bóng và xe không hỏng. Câu này nó có đúng không? Câu này nó có đúng không? Nó có Nhưng mà tương em đương vẫn với thắc cái mắc câu câu trên hai không? anh ơi, ý là em vẫn đang thắc mắc câu hai, không đi đá bóng thì trời mưa hoặc xe không hỏng, ý là Câu hai hả? đúng rồi anh, thì nó chỉ cần không đi đá, ấy là nó không đi đá bóng thì mình có thể biết trời mưa hoặc là Ai à không 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 nói không đi không đá bóng à thì không chỉ bởi vì trời mưa hoặc xe hỏng đâu, nói lười nữa mà. em hiểu rồi, em hiểu rồi, tức là không đi đá bóng thì chưa chắc trời mưa hoặc là xe sẽ hỏng, Đúng rồi. hiểu rồi. Đúng rồi. Ok, hiểu. Ok, đó. Ok, mình đến câu 3 ha. Nếu ngày mai trời không mưa thì tôi đi đá bóng và xe không hỏng. Thôi, mọi người thấy ký hiệu đủ thì thôi, mình nói bằng ngôn ngữ bình thường đi ha. Anh tưởng mọi người sẽ thấy ngôn ngữ bình thường đủ hơn chứ. Bây giờ mình nói bằng ngôn ngữ thường luôn. Câu 2 ký hiệu là nó mà thường, còn câu 3 thì sao? Nếu ngày mai mà trời không mưa thì tôi đi đá bóng và xe không hỏng. Câu này nghe sao sao đấy ha, nó sai rồi đúng không? Tại vì sao nó sai? Trời không mưa mà sẽ trời không mưa thì có thể nó không đi đá bóng thôi, như câu trên nó mất hứng thì nó không đi đá bóng thôi đúng không? Và thêm cả việc sẽ không hỏng, trời không mưa mà sẽ hỏng thì sao, bình thường thôi. Thôi mình bây giờ mình nói theo cái ngôn ngữ bình thường đi ha, mình không nói theo cái ngôn ngữ kỳ diệu nữa. Đúng không? Mọi người hiểu chưa? Câu 3 được chưa? Câu 3 đang là gì ha? Câu 3 thấy rõ luôn, nó là không tương đương. Hiểu không mọi người? Câu 4. Không có chuyện cùng xảy ra hai chuyện sau. Ngày mai trời mưa và tôi đi đá bóng. Câu 4. Câu này hơi lũ này, câu này hơi lũ này. Câu này nó có tương đương không? Có đúng không? Có câu trên đó thì có cái việc là ngày mai trời mưa hoặc sẽ hỏng thì tôi không đi đá bóng rồi. Giờ này có một câu nữa, không có chuyện ngày mai trời mưa và tôi đi đá bóng cùng xảy ra, nó có tương đương không? Thôi hỏi nó có đúng không? Bốn đúng. Ok, nếu có cái thôi bây giờ mình đặt đấy là mình đề sáu đi. Cái gì nếu có mình đề sáu này thì bốn đúng đúng không? Bây giờ anh hỏi này, nghe kỳ câu hỏi của anh này. Nếu có mình đi sao thì bốn đúng là đúng hay sai? Nếu có mình đi sao thì bốn đúng, đúng rồi. Ok, đúng, mọi người đúng rồi. Bây giờ anh hỏi lại này, mình đi sao và bốn tương đương đúng hay sai? Mình đi sao tương đương với bốn hay sai? Đúng luôn. Đúng luôn hả? Sai. Tại vì sao lại đúng, tại vì sao lại sai? Quân, cho Quân trả lời luôn. Mỗi Quân giờ này Quân trả lời luôn. Vì câu số 4 á, là nó không, ngày mai trời mưa và tôi đi đá bóng sẽ không cùng xảy ra, thì tức là trời mưa thì nó có đi đâu,
Hoặc là nếu mà nó đi thì trời thì làm gì mưa thì nó mới đi, ý là trời không mưa thì nó mới đi. Cho nên là hai cái này nó không xảy ra cùng lúc được. Ừ, thì có bộ nó có tương đương về cái về đi sao không? Dạ có. À, ok, đó là đúng. Rồi, người ta nói là chứng minh một thứ đúng thì luôn luôn khó hơn chứng minh nó là sai. Ok, Tuấn Anh trả lời xem vì sao nó là sai nào. Bây giờ mình đang có hai luồng ý kiến đúng không? Tại vì sao? Mà nói sao tương đương với 4 thì là sai. Tối nay hơi đủ nha, hơi đủ nha. Sai vì nó thiếu dự kiến sai không? Rồi. Ai giải thích rõ hơn nào? Nói như vậy cũng đúng nhưng mà nó không không được rõ ràng lắm. Thiếu dự kiến thì sao? Rồi, ok, mời nhân. Nhân chọn đúng mà đúng không? Rồi, nhân nói lại đi, Dạ nhân chọn đúng hay sai? em chọn đúng là bởi vì giả sử ngày mai cái xe của nó không hỏng thì cho dù xe của nó không hỏng thì nó đi đá bóng thì nếu như xe đã không hỏng rồi thì là trời không có mưa nên là nó sẽ đi đá bóng, mà nếu như nó đã đá bóng rồi thì không có chuyện xe hỏng hay là trời mưa, cho nên là mình ở đây mình nói là không có chuyện ngày mai trời mưa thì và tôi đi đá bóng xảy ra cùng xảy ra thì nó đúng. B bởi vì nó không cần thiết là phải xe hỏng, tại vì nhiều khi trời mưa mà chắc gì xe đã hỏng đâu. Thì có thể cũng có thể là ngược lại, ví dụ như là cũng chưa chắc trời đã mưa nhưng mà xe nó lại hỏng thì tôi cũng không thể, thì cái chuyện mà tôi đi đá bóng với lại chuyện ngày mai xe hỏng nó cũng không thể cùng xảy ra được. Cho nên là chốt lại là em chốt luôn là cái gì em chốt đáp án của em thôi, đó là câu 4 đúng mà. Có bộ đúng tức là sao, tự nhiên có bộ đúng, có bộ nó tương đương với sao, đúng hay sai là đúng À, sao. dạ, dạ đúng rồi. Ok, có Lê Phật Thịnh nói là sai, có Tuấn Anh nói là sai, xem nào, nãy giờ mấy bạn nói đúng, giơ tay nói hết rồi. Lê Phật Thịnh, Tuấn Anh có ai bao giờ không nào, thôi anh nói luôn cái này là sai, nói bốn tương đương với sao là sai. Đó, rồi mọi người suy nghĩ xem vì sao. Cái ý của thanh nhân ấy mà chỉnh lại một chút thì nó sẽ biến cái câu này không tương đương với câu trên thì nó sẽ là một câu trả lời đúng. Đó, ý của thanh nhân mà chỉnh lại một chút. Có ai nói không nào? Mới khởi động thôi mà mọi người. Nhưng mà câu này hơi đủ rồi. Giờ em suy nghĩ ra anh ơi. Ừ. Rồi cho mọi người thêm Giờ 1 phút suy 5 nghĩ nữa nha. 5 Đó. minute. 1 minute One minute. Rồi, còn 15 giây nhá. Ừ, sao tương đương với 4? Đây là hỏi nó tương đương với bao nhiêu minh đêm á? Nó có tương đương với 4 hay không? À, minh đêm sao tương đương với 4? Nó đúng hay sai? Rồi, hết 1 phút rồi nhá. Có ai giơ tay trả lời không? Không thì anh nói luôn ý, kiểu mình qua 40 phút rồi nhá. Mà mình mới cùng một khởi động thôi. Nó là sai bởi vì sao? Nãy giờ mọi người mới nói là sao đúng thì 4 đúng, tức là sao suy ra 4 thôi. Đó, Minh Quân nói là sao suy ra 4. Như vậy nếu mà sao đúng thì 4 đúng là đúng rồi. Đó, Minh Quân nói đúng. Nhưng mà mình còn chưa trả lời được cái câu hỏi của đề bài. Còn thanh nhân thì hơi nhầm một chút.
thân nhân có ý. Đó là để mà chứng minh hai cái tương đương thì mình sẽ chứng minh hai cái chiều suy ra đúng không? Đó, đã có sao suy ra 4 rồi. Nhưng mà thân nhân là chứng minh là 4 suy ra sao? Thân nhân chứng minh 4 suy ra sao là đúng thì cái việc chứng minh là sai rồi. Đó, cái này là sai. Ờ, Minh Quân. Ý là từ sao suy ra 4 và từ 4 cũng phải suy lại ngược sao. Cả hai thằng này nó phải thỏa cho nhau. Ừ. Cả hai thằng này nó phải đúng. Ok ok, hiểu. Thì cái 4 suy ra sao này thì nhân chứng minh sai rồi. Ừ, đó. Tại vì sao? Thử đây, giả sử mình có cái mệnh đề này được, thì mình có suy ra được cái mệnh đề thế này không? Không có chuyện ngày mai trời mưa và tối đi đảo bóng cung xảy ra. Đó. Thì nó có chứng minh được là nếu mà bây giờ cái trường hợp này đi, bị trường hợp trời không mưa nhưng mà sẽ không, thì nếu mà nó chứng minh được cái sao này thì nó phải suy ra được là không đá bóng đúng không? Đó, nhưng mà cái bốn này nó có chứng minh được đâu, nó chỉ nói là không có chuyện trời không mưa và sẽ không. À, và sẽ hỏng thì không đi đá bóng đâu. Nó chỉ nói là trời không mưa thì trời mưa và đi đá bóng. Nó không xảy ra cùng lúc thôi. Đó đúng rồi. Từ cái trên này suy ra cái dưới này và từ cái dưới này suy ra ngược lại cái trên này. Cả hai cái đó phải đúng thì hai cái này nó mới tương đương. Đó. Hiểu chưa? Cái thằng 4 này nó chỉ nói là trời không mưa thì à chứ trời mưa thì không đi đá bóng và đi đá bóng thì trời không mưa, chứ nó có nói là nó có chứng minh được cái trường hợp này đâu. Đó, ok, hiểu chưa mọi người? Ok. Đó là câu 4 hơi lú ha, cho nên câu 4 này là sai. Rồi mình đến câu 5 luôn. Câu 5 thì đỡ lú hơn câu 4. Nếu ngày mai tôi đi đá bóng thì trời không mưa hoặc sẽ không hồng. Rồi, sao? Nếu ngày mai tôi đi đá bóng thì trời không mưa hoặc sẽ không hồng. Đó, cho mọi người xem lại nhạc bên này luôn cho dễ hiểu. Đó. Đúng hay sai? Câu 5. À, không hỏi đúng hay sai nữa. Nếu sao đúng thì 4 đúng. Đó, nhưng mà 4 nó không tương đương với sao. Thì câu 5 này nó có tương đương với sao không? Câu năm nay có tương đương với sao không? Rồi mời Cương. Dạ cái câu này không tương đương anh. Không. Ừ, tại vì sao? Tại vì là nếu ngày mai trời mưa hoặc sẽ hỏng thì tôi không đi đá bóng. Là điều kiện là để thằng này đi đá bóng là trời không mưa và xe phải không hỏng. Vì vậy là nếu mà nó đi đá bóng thì bắt buộc là cả hai điều kiện phải sửa chữ hoặc, đó là thành chữ và. Đúng rồi. Ở đấy nó sửa thành dấu va là đúng không? À, sửa thành dấu va thì giống cái này này đúng không? Sửa thành dấu va thì giống câu 1. Đó, tức là cái điều kiện cần, mấy điều kiện cần thôi nha, không phải điều kiện đủ nha. Đó, mấy điều kiện cần thôi. Nếu mà trời điều kiện cần để mà ngày mai tôi đi đá bóng là trời không mưa và xe không hỏng đúng không? Đó, chứ giả sử ở đây có dấu hoặc, tức là chỉ cần một trong hai cái đúng được rồi. Nhưng mà giả sử xe hỏng mà trời vẫn không mưa thì nó vẫn không đi đá bóng đúng không? Cho nên câu này dễ thấy ha, câu này là sai. Rồi câu 6. Ngày mai trời không mưa và xe không hỏng hoặc tôi không đi đá bóng. Trời không mưa và xe không hỏng hoặc tôi không đi đá bóng. Mọi người nhớ là mấy cái mình đi cái hoặc với va thì nó thực hiện từ trái sang phải nhá. Đó, giống con rơi ở mười nhân. Rồi em thưa anh, em nghĩ là số 6 đúng. Số 6 tương đương với số 1. Dạ. Vậy hả? Tại vì sao? Ủa đâu? Đó, tại vì là ở đây nó nói là ngày mai trời không mưa và xe không hỏng hoặc tôi không đi đá bóng, có nghĩa là một trong hai trường hợp trên sẽ xảy ra. Thì nó cũng giống như ở
Nó cũng giống như ở trên, tức là kiểu sao ta, cái sao á nó chỉ là một cái một nửa của cái số 6 thôi, không biết đúng sáu nó là cũng gì một em nửa đúng rồi, không, số sáu thì làm sao mà nó tương đương được, còn tương đương thì nó không phải hiểu là kiểu có nghĩa là ví dụ em có thể hiểu, em hiểu theo kiểu là nếu ngày mai trời mưa hoặc xe hỏng thì tôi không đi đá bóng, hoặc là kiểu có thể là nếu ngày mai trời không mưa và xe không hỏng thì tôi đi đá bóng, thì câu số 6 nó chỉ đảo ngược lại một, thì câu số 6 nó cũng tương đương với cái ý hiểu thứ hai của em, nó chỉ khác ở chỗ là nó thay đổi là thay vì thì tôi đi đá bóng thì nó đổi lại là hoặc tôi không đi đá bóng. đúng rồi. Đó, tức là có hai trường hợp, trời không mưa và hoặc chi đấy, đây số sáu đúng không? Trời không mưa và sẽ không hỏng, hoặc là trường hợp khác là trời mưa hoặc sẽ hỏng đúng không? Thì trường hợp đầu nó là cái này, trường hợp đầu nó là cái này và trường hợp sau nó sẽ suy ra cái này. Thì vậy câu này là đúng đúng không? Như trên này mình nói này, cái này cái vấn đề này nó sẽ tương đương với, nó sẽ tương đương với gì? Không xe tức là không đi đá bóng, hoặc là trời không mưa và sẽ không hỏng đúng không? Đó, giống cái này này đúng không? Như vậy câu 6 là câu đúng. Đúng không? Và giải thể câu 7 là câu sai vì câu 7 đã đổi cái và này thành hoặc. Đó, phải đảm bảo cả hai trường hợp này, trời không mưa và sẽ không hỏng chứ không phải là trời không mưa hoặc sẽ không hỏng, đúng không? Rồi, như vậy mình chọn B 2. Này có bạn nào chọn B không ta? Rồi. Ok, cảm ơn nhân. Nhân và mấy bạn học và logic tốt ha. Nhân với Quân với gì? Đi nhận đâu ta này rồi. Ok. Hiểu chưa mọi người? Hiểu chưa? Cái này là khởi động nha. Mình sẽ vào vào thì nó không có mấy câu nặng nề bày như này đâu. Vào thì người ta mấy câu kiểu này người ta không ra đâu. Vì mấy câu này giờ để anh làm để cho mọi người khởi động, mọi người nhớ lại thôi. Rồi, ok. Vào thì đừng sợ mấy câu này thì làm thì tốn tốn nào thật kiểu năng đâu, nhưng mà vào thì người ta không ra kiểu này đâu, người ta giống như dưới này này đó, phải đóng căng căng một chút cho vui. Rồi ok, đấy là câu thực tế từ từ đợt một năm ngoái, đợt một năm ấy nhé. Đương nhiên nó sẽ không chỉ xác nguyên văn như đề của Đại học Quốc gia, bởi vì người ta không cho đem đề ra, đấy là đề theo trí nhớ thôi, đề theo trí nhớ anh sưu tập được, sưu tập. Ui, em mới mua đề đợt một, ai nói nhạy cảm nhá, mua đề đợt một năm nào nhá, chứ mua đề đợt một năm nay là hơi nhạy cảm nhá. Hai câu nào đúng về anh? Hai câu đúng là câu 1 và câu 6. À, 2023 như nói mua mới mua đề đợt 1 hơi nhạy cảm nha. Ừ, đề đợt 2 có mấy câu quả hay. Đề đợt 1 anh đánh giá là hay hơn đề đợt 2. Hoặc là do cái đó lần đầu tiên anh đi thi tiếp xúc với mấy cái đề kiểu vậy cho nên là anh thấy hay. Lẻn đếm à, anh cũng không biết lẻn đếm có được không, tại vì năm ngoái anh vào thi phòng anh giảm thi người ta làm cái việc này hơi gấp, người ta bắt thu lại, người ta không thể là người ta hỏi. Rồi câu 2 à, thôi bây giờ mình đọc ngữ liệu này. Có 6 người sống ở các tầng khác nhau của một tòa nhà 6 tầng đó, mỗi tầng có một căn hộ và mỗi căn hộ có một người. Ok, khi mà mọi người đọc đi thì mọi người nên tóm tắt lại đi, nốt ra gì nhá để sau này cho gì. Bây giờ có 6 căn hộ 6 tầng đúng không? Bây giờ mình để như này luôn, dưới cùng là tầng 1 đúng không? Đây là tầng 2, tầng 3, tầng 4. Bây giờ mình để đây luôn để tỉ nháp tầng 5, tầng 6. Đó, rồi. Mỗi tầng có một căn hộ và mỗi căn hộ có một người ở. Hạp là U ở một phòng ngủ. Như vậy hạp là U. Rồi 2B luôn. Mọi người cứ làm đi.
một trong ngủ là hát vào ngủ. Hát vào ngủ là có ai? Rì, S và Y. Đó, ba phần ngủ là có M. Được chưa? Căn hộ ở tầng 2 là có hai phòng ngủ. Thôi mỗi tầng ấy nó sẽ có hai cái thôi tạm gọi là hai cái biến đi. Hai cái dữ liệu là số phòng ngủ và người ở. Đấy, bây giờ mình đặt đấy là cột số phòng ngủ, đấy là cột người ở đi. Tầng 2 có hai phòng ngủ. Đó. M sống ở tầng thấp hơn S. Bây giờ mình thôi M thấp hơn thì ghi M bé hơn S đi. Ghi thấp hơn U, ghi bé hơn U. Mình cứ ghi các chữ kiện ra nha mọi người. Mình tóm tắt lại đi, tí nữa xem cho gì. Căn hộ ở tầng 5 hơn căn hộ ở tầng 3 một phòng ngủ. Thôi cái này hơi đặc biệt tí, hơi khó biết ra tí thôi mình nhớ đi. Tầng 5 hơn tầng 3 một phòng ngủ. Hơn một phòng ngủ mà cả căn hộ có, à thôi, để, bây giờ thôi để bạn nào thì comment Cao Trọng Dũng giải thích đi Cao Trọng Dũng. Tại vì sao cô hai lại là B? Mở mic nào. Giơ tay đã rồi mới mở mic được. À, rồi, Mười Dũng. Mười, avatar đẹp trai hả? Dạ, theo em thì cái dự kiện nó cho là S và Y là ở căn hộ có hai phòng ngủ. Mà căn hộ ở tầng 2 là có hai phòng ngủ. Vậy là suy ra là S và Y là nó ở tầng 2. Mà bài lại cho là M sống ở tầng thấp hơn S. Có nghĩa là M nó sẽ ở tầng 1. Cho nên là mà tầng ở tầng 5 á, lại có 3 phòng ngủ. Thì M nó sống thấp hơn S là có nghĩa là phòng của thằng M nó chỉ có một cái giường, cho nên là nó không thể là sống ở tầng 5 được. Ừ. Dạ, theo em là đáp án B anh. Thật ra giải thích sai đúng không? Tại vì sao S hợp ý lại ở S hợp ý lại ở tầng 2? Lỡ như là tại vì sao S lại ở tầng 2? Lỡ như là R ở tầng 2 thì sao? Hoặc là Y ở tầng 2 thì sao? Dạ thưa anh, là do cái đề nó bảo là S và Y ở căn hộ có hai phòng ngủ. Mà ở bài này nó cho là căn hộ ở tầng 2 là có hai phòng ngủ ấy à? À, không phải là hai phòng ngủ là hai tầng 5 nha Dũng. Tại vì đi người ta cho này mỗi tầng có một căn hộ và mỗi căn hộ chỉ có một người thôi. Tức là hai phòng ngủ nhưng mà một người ở thôi. Còn lâu lâu nó dần bạn bè hoặc dần bố nó về ngủ thôi, nhưng nó vẫn là hai phòng ngủ. Đó. Tức là hai phòng nhưng mà một người ở thôi. Như vậy mới có sáu người, sáu tầng nghe đúng không? Đó. Hơi nhầm một chút nha Dũng. Hơi nhầm một chút ha. Dạ, ok. Dạ. Ok, cảm ơn Dũng. Có ai nói nào? Anh quên đáp án rồi. Chẳng phải làm lại thôi. Phải giải thích nào? Hãy giải câu này mọi người. Không ai hả? Đi đợt 1 năm ngoái đấy. Thế ra đi đợt 1 năm ngoái có hai câu kiểu như này. Hai câu kiểu có nhiều một ngữ liệu mà có nhiều câu hỏi như này. Câu trước thì nói dễ hơn. Nhưng mà thôi anh đem làm câu này với mọi người cho vui. Câu trước mọi người từ về nhà làm. Ừ, đang soạn hỏa hả? Anh biết là mọi người cũng căng thẳng ha, mọi người có nhiều bài tập, nhiều deadline để làm, nhưng mà mọi người làm deadline thì đừng có nhắn vào đấy nhá, cậu làm người khác nhụt chí nhá, làm anh em xung quanh nhụt chí nhá, làm deadline thì dấu dấu thôi. C hả? Tại vì sao C Quang Huy? Rồi, đi. Nếu mà mình cho là Y sống ở tầng 2 thì Y sống ở tầng 2 thì em là nếu mà ui, chơi anh một chút nha, anh nghe hơi nhỏ một chút.
chơi in một chút. Cô ba bị sao hả? Thôi cứ làm đi, làm cô ba sau. Huy nói lại cho mình được không Huy? Dạ là nó kêu là xin lỗi Huy nha, nãy giờ anh ngại gì hết đó. Với Huy nói là giúp mình vậy. Rồi, Huy nói là giúp mình vậy đi. Xin lỗi Huy nha, xin lỗi mọi người. Huy nói là giúp mình đi. Anh lắng nghe một chút kìa. Ôn làm hả? Bên này ôn hả? Rồi rồi, được ôn chưa? Rồi, Huy nói là giúp mình vậy được không? Nghĩ lại cái, nghĩ lại như em thấy không sao. À, thôi xin lỗi Huy nha, anh nghe Huy hơi nhỏ. Tại vì hôm nay không biết làm sao anh chỉnh tiếng sang tai nghe không được nên là anh phải nghe bằng tiếng của máy. Cho nên là anh nghe hơi nhỏ không nghe được luôn Huy. Xin lỗi nhá. Nói thì ngoài Huy không có ai làm nữa thì thôi anh thử làm luôn hả? Ừ, xem nào. Ở đây con có dự kiến gì được không? Căn tầng 5 hơn căn tầng 2 một phòng ngủ, à hơn căn tầng 3 một phòng ngủ đúng không? Tức là sao? Mà ở đây cả phòng chỉ có 1, 2 hoặc 3 phòng ngủ thôi đúng không? Như vậy thì căn tầng 5 có 3 phòng ngủ và căn tầng 3 có 2 phòng ngủ, hoặc là căn tầng 3 có 2 phòng ngủ và căn tầng 1 có 1 phòng ngủ. Bây giờ thôi, mình không suy ra được gì nữa thì mình cứ thử được ha. Cái này mình cứ thử trường hợp được thôi. Hãy toán lỗi gì các mọi người, người ta kiểm tra cái dung lượng nào của mọi người đấy. Tức là mọi người chịu được bao nhiêu bài toán, bao nhiêu thời gian làm gì đó. Rồi, thử trường hợp này được ha. Vì sao? Bởi vì cái này có 3 phòng ngủ này. Mà chỉ có thằng mơ có 3 phòng ngủ thôi, cho nên mình nên xác định được nhiều thứ hơn, cụ thể hơn. Giả sử rồi cái bút màu xanh lá là cho trường hợp này nha. Căn tầng 5 có 3 phòng ngủ, căn tầng 3 có 2 phòng ngủ. Thì căn tầng 5 mình đã có gì rồi? Chắc chắn thằng này sẽ là thằng mơ đúng không? Và mình có gì nữa? Mình nhớ cái gì? Mơ nó thấp hơn S đúng không? Mơ nó ở tầng thấp hơn S. Như vậy đến nay sẽ phải là thằng S. Và thằng S ở phòng mấy phòng ngủ? Thằng S ở 2 phòng ngủ. Như vậy đây là 2, mình đã xác định được rồi. 3 phòng 2 rồi, như vậy con 2 chủ thì nó sẽ là 2 phòng 1. Đó, nó sẽ là 2 phòng 1 đúng không? Thì 2 phòng 1 ở đây mình có gì nữa? Mình sẽ có ri bé hơn U. Ri bé hơn U. U cao hơn Y mà U có 1 phòng ngủ. 1 phòng ngủ thì chỉ có 2 vị trí này thôi. Đó, thì như vậy nó phải ở vị trí trên. Và cuối cùng, dưới cùng nó sẽ là hạt. Rồi con giữa này mình xác định được gì không? Ri hoặc Y không có điều kiện gì hết đúng không? Ở cả hai thằng thì nó đều bé hơn U. Ở cả hai thằng đấy đó. Ok. Đấy là một trường hợp, mình xem dưới này thằng nào có thể đúng rồi. Người ta hỏi là trường hợp nào không thể đúng thì mình xem bên này có thằng nào có thể đúng thì mình loại đáp án đó đúng không? Y sống ở tầng 2 được không? Được. Y hoàn toàn có thể sống ở tầng 2. Tầng này sẽ là Y hoặc là Ri. Đó. Ở hai tầng này, tầng 2 và tầng 3 sẽ là Y hoặc Ri. Như vậy mình loại câu A được. Đó. Mơ sống ở tầng 5 được không? Được. Để luôn mình chọn mơ tầng 5 luôn mà. Mình loại câu này được. S sống ở tầng 3 được không? Trường hợp này thì không được. Tạm thời là không được. Ri sống ở tầng 1. Trường hợp này cũng tạm thời là không được. Vì tầng 1 là một phòng ngủ đúng không? Ok. Như vậy là xong một trường hợp. Đó. Thôi mình qua trường hợp thứ hai. Là trường hợp này mình đổi bút đi ha. Mình sống một trường hợp này mình cứ tạm thời mình để đấy là nha mọi người, hoặc là mọi người có thể bỏ vì bao thí mọi người một bao bút ha, mọi người có thể tận dụng bút mực và bút chì. Đó, giả sử như đấy mình dùng bút mực
cái những cái gì cho sản mình tố đồng thêm chẳng hạn. Đó. Những cái gì cho sản mình tố đồng thêm chẳng hạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi cái khác. Rồi ta, cái này là hai phòng ngủ đúng không? Màu vàng đi, và màu xanh dương đi, đó là tươi mới. Giả sử trường hợp khác là tầng 3 2 phòng ngủ và tầng 5 2 phòng ngủ và tầng 3 1 phòng ngủ đúng không? Dưới này mình có sẵn 2 rồi. Cái này mình có sẵn 2 rồi. Đó. Thì mình sẽ suy ra được gì nữa? Suy ra được gì nữa ta? Mình suy ra được gì nữa đây? Còn lại một tầng 1, một tầng 2, một tầng 3 nữa đúng không? À, bây giờ chắc mình phải chia trường hợp nữa tiếp rồi, tại vì mình không suy ra được gì nữa mọi người. Mình có rí bẻ con u, cũng chưa suy ra được gì hết. Rồi, mơ bẻ con s. Ok, mơ bẻ con s tức là mơ không ở tầng 6 được đúng không? Cái này không thể là 3 được, cái này chỉ có thể là 1 hoặc 2 thôi. Đó, mình chỉ có thể cho 3 ở đây hoặc ở đây. Thôi vì mọi người vào thi một màu bút cho nên là mọi người có thể tìm thêm tìm công theo nhiều màu bút, nhưng mà như vậy phải cẩn thận lúc mà làm thủ tục đôi gì đó. Rồi bây giờ mình anh sẽ viết thử một màu bút để mọi người luôn. Rồi mình lại chia trường hợp tiếp, giả sử đây là 3 đúng không, mơ ở tầng 3. Thôi sẽ có một cái chân nhính hơn mọi người. Nếu mà ở đây mình thấy người ta nói S ở tầng 3 hoặc Y ở tầng R ở tầng 1, xem thằng nào không thể đúng đúng không thì mình cho vào thử thôi. Giả sử mình cho S ở tầng 3 đi. Đó, S ở tầng 3 thì mơ nhỏ hơn S đúng không, mơ thấp hơn S thì mơ phải ở những cái tầng dưới này, những tầng dưới này còn cái tầng 1 thôi, mơ ở tầng 1. Đó đúng không, như vậy trên này phải là 1. Đó, rồi mình sẽ làm gì nữa? Rí bẻ hơn U. Rí bẻ hơn U. Rí bẻ hơn U. Tức là U sẽ ở một trong hai chỗ này. Wow, mình chẳng sẽ làm được gì hết ha. Như vậy thì nó khả năng cao là nó thỏa mãn thôi. Mình cứ thử đi. Rí ở đây chẳng hạn, U ở đây chẳng hạn. Rồi, hạt ở đây. Thằng Y ở đây, nó có vi phạm cái gì không? Trong điều kiện có gì đâu. Như vậy S ở tầng 3 là hoàn toàn thỏa mãn. Như vậy mình cái chỗ này còn cái này thôi. Đó, cách làm trong thí. Mình loại, mình có thể câu này mình dùng loại trừ. Không, mình muốn làm tương mình luôn, mình làm tiếp. Mình muốn làm tương mình luôn thì mình sẽ để rí ở tầng 1 xem nó có vi phạm gì. Đây có hai sẵn rồi này. Gì đây nữa, đây có 1 này, đây 2 này. Đó. Đúng không? Rí ở tầng 1. Tức là đây là phòng 2 phòng ngủ đúng không? Ok. Còn đây 3, đây với đây là 1 với 3 nữa. Mà mơ nó bẻ hơn S, cho nên mơ không thể ở trên cung. Thì dưới này sẽ là 3, đây này sẽ là 1. Được chưa? Mơ này bẻ hơn S, tức là nó phải ở cái vị trí này. Đúng không? Rồi, vì sao mà nó không phải ở đây? Còn lại đây là thằng Y. Còn lại đây là thằng Y thì sao? Rí vẫn bẻ hơn U. Và trên này là hạt. Ủa? Nó vẫn được quá nhỉ? Tại sao lại không thể đúng á? Anh có bỏ sót cái đoạn nào nữa không mọi người? Anh có bỏ sót đoạn nào không mọi người xem như mình vậy? Anh có bỏ sẵn đoạn nào không ta? Đây có rí bẻ hơn U. Mà trường hợp này rí bẻ hơn U không được này. Trường hợp này không rí, cái này rí vẫn bẻ hơn U ta. Ủa sao ta? Mọi người xem anh có để sót cái điều kiện nào được không?
Rio thấp hơn U. Xong rồi tầng 3. Khi xong rồi tầng 1. Xong rồi tầng 3 có vi phạm cái gì nữa con? Mọi người anh có bỏ sót cái nào không? Ủa sao ta? Sao ta? Comment xem anh mọi người. Ủa? Trời ơi, sao ngạo vậy ta? Ý là tầng 4 mà có vài tầng 3 đâu. Sao ngạo vậy? Ờ, ngạo ha. Đúng rồi. Ở tầng 3 là phải ở đấy chứ. Tức là tầng 3 phải có hai phòng ngủ chứ, tức là cái trường hợp bên này nhé. Ngạo ta. Ở Sài Gòn quen rồi, cứ tưởng cái tầng dưới cùng là tầng trệt mọi người. Nhầm. Tưởng cái này phải là câu C. Đó. Câu 2 là câu C. Tại vì add sống ở tầng 3 mà add ở 2 phòng ngủ đúng không? Tức là tầng 3 phải có 2 phòng ngủ và tầng 5 có 3 phòng ngủ. Đó lại quay về cái trường hợp này. Mà ở trường hợp này mình thấy này. Tầng 2 và tầng 3 chỉ có Y hoặc R ở chứ mấy. Mình chỉ có R và Y ở hai tầng này chứ mấy. Nó phải ở tầng 6 mà. Tại vì M ở tầng 5 đấy. M ở tầng 5. Mà M thấp hơn S. Như vậy S phải ở tầng 6 chứ. Sao S ở tầng 3 được. Như vậy con này mình chọn C. Đó. Được chưa? Anh xin lỗi mọi người nha. Hơi ngạo. Ui. Nhìn đấy mà lại nói S ở tầng 3. Nhầm. Đây là gạch chạch. Ok. Hiểu chưa? Bây giờ mình sang câu 3. Hạt không thể ở tầng nào dưới đây. Rồi mình xem nãy giờ control Z được không ta? Để anh control Z. Để lờ anh quyết trên đây. Rồi mọi người chịu khó nhìn sau cái lớp màu vàng này nhá. Đó, hạt không thể ở tầng nào dưới đây, tầng 3. Trong này hạt có ở tầng 3 không? Không có trường hợp nào hạt ở tầng 3. Tầng 6 có này, mình có hạt ở tầng 6 rồi này, thỏa mãn này. Như vậy mình sẽ cài đặt bản tầng 6 đi. Tầng 5 có không? Không có. Tầng 4, ok. Ok, mình sẽ xem hạt ở tầng nào được nha. Đây, tổng tắt đi ở đây này. Hay là mình xóa đây đi. Mình xóa đây đi. Cái gì? Đó. Mình xóa đây đi cho dễ. Đây là 2 nha. Ok. Đây có tầng 3 và tầng 5 là những cái đặc biệt đúng không? À, đấy rồi. Hạt ở một phòng ngủ đúng không? Mà tầng 5 phải hơn tầng 3 một phòng ngủ. Đó. Tầng 5 phải hơn tầng 3 một phòng ngủ. Mà hạt ở tầng 5 thì thành ra tầng 3 không có phòng ngủ à. Như vậy hạt không để ở tầng 5. Đó. Đó, mọi người có thể để ý những cái chi tiết như vậy. Để nó đi thực tế nhá, đi đã ra từ ở đợt 1 khi thi đánh giá năng lực 2023 nhá. Đó, ok. Đó, nó có những cái mấu chốt như vậy. Mọi người hiểu không? Hiểu chưa? Có cần anh đi chậm lại không? Đó. Câu 4. Không biết mọi người đã luyện đi nhá, mọi người thấy cái đồ khó của toán logic mọi người thường luyện với là đồ khó toán người ta đã từng ra trong cái thi đánh giá năng lực nó chênh lệch như thế nào hay nó giống nhau. Rồi mình qua câu 4. Nếu ý sống ở tầng 1 thì hai người nào
giờ đây không thể sống ở hai tầng kia nhau. Thôi bây giờ mình cứ ghi ra đi, y sống ở tầng 1 đúng không? Y sống ở tầng 1 đúng không? Y là mấy phòng ngủ, y là hai phòng ngủ. Đó, y. Y sống ở tầng 1. Hai người nào dưới đây không thể sống ở hai tầng kia nhau. Ừ, ôi 60 luôn hả? Thôi cứ làm can sát càng tốt. Ri và U, Ri và U ở đâu được? M và S. M và S. Oh. Thôi, bây giờ mình cũng chẳng kể luận được gì hết. Thì mình phải giả sử tiếp rồi. Mình phải chia trường hợp tiếp rồi. Đó. Thay đổi bút khảo màu cho mọi người dễ nhìn. Mình phải chia trường hợp. Trường hợp đấy là 2, đấy là 3 lại thôi. Đấy là 2. Thì đấy là thằng nào? Thằng M. Mọi người nhớ là những cái mà người ta hỏi cặp nào không thể thì mọi người phải, một là mọi người loại hết tất cả các đáp án chưa lại một cái, hai là mọi người phải xét tất cả các trường hợp. Đó, hiểu chưa? 3, 2, đây là M thì đây sẽ là, à thằng này không được vậy. À, nếu mà tầng 5 là M, thằng tầng 6 sẽ phải là S, thì S là thêm một thằng 2 nữa rồi, tức là đây 1, 2, 3, 4, thằng 2 luôn. Như vậy không được, trường hợp này loại. Đó, trường hợp này không được. Như vậy mình sẽ lấy trường hợp khác. Rồi, như vậy chắc chắn ở đây sẽ là 1, đây sẽ là 2. Đó, đây sẽ là 1, đây sẽ là 2. Và thằng mơ nó không ở đến cùng được, nó phải ở tầng 4 này, mơ. Và đến cùng này phải là thằng S. Đó, đúng không? Đến cùng phải là thằng S, vì thằng S nó ở cao hơn thằng mơ mà. Về trên này phải là 1 nữa. Rồi, dưới này là thằng R. Rồi, có răng buộc gì thằng U và thằng H nữa, chỉ có U cao hơn hạt thôi đúng không? Tức là trên hai thằng này có thể là hạt hoặc là U. Đó. Không thể sống ở hai tầng kia nhau. Đấy là mình sẽ tất cả trường hợp rồi. Đó, có trường hợp nào nữa đâu? Ri và U có được ở hai tầng kia nhau không? Được mà. Nếu mà U ở đây hạt ở trên thì được. Nếu mà U ở tầng 3 này hạt ở trên thì vẫn được. Thằng U và thằng đáp án này loại M và S. M và S chắc chắn hắn phải ở gần nhau rồi. Chắc chắn hai thằng phải ở gần nhau. Loại luôn. Rồi Ri và M, Ri và M, Ri và M ở cùng nhau được không? Không được. Ri và M chắc chắn ở giữa này nó phải có một thằng, một phòng ngủ được. Thằng hạt có phòng ngủ rồi. Đó. Rồi cho nên mình chọn câu C, Ri và M. Hạt và M, hạt và M được. Hạt ở tầng 3 thì hạt và M ở sát nhau được. Đó, đúng không? Ok. Đó là câu số 4. Mọi người hiểu không? Có nhanh quá không mọi người? Hay chậm quá không? Mọi người thử nêu ý kiến đó. Sao mọi người? Ok, thôi mình sang câu cuối cùng của cái này. Câu 5. Nếu S sống ở tầng 4 thì câu nào dưới đây không thể đúng? À, cái này có cắt màn hình, cắt màn hình ra được không ta, để mình dễ nhìn cái dự kiến ta. Hình như được mà đúng không? Nhưng mà nó thay đổi giao diện bây giờ, phải làm quen lại một chút mọi người. Cắt màn hình đúng không? Cái này làm sao ta? Chơi không phải. Ở đâu
À, biết rồi, biết rồi. Đây. Đây là dự kiến. Đây là câu 5. Ok. Rồi. Đây là câu 5. Cái câu 2. À, thôi để làm câu 5 đã rồi mình xem câu 2 trúng có cái giải gì ha. Nếu S sống ở tầng 4 thì câu nào dưới đây không thể đúng. S sống ở tầng 4, ok. Vâng, ấy dự kiến Y sống ở tầng 1 rồi. Nếu S sống ở tầng 4, đó, tức là tầng 4 sẽ là 2, thì câu nào dưới đây không thể đúng. À, đấy này, mình để ý này, thằng M nó bé hơn thằng S đúng không? Mà tầng số 3 nó không thể chứa thằng M được, vì tầng số 5 nó hơn tầng số 3 một phòng thôi. Đó, đúng không? Thì tầng số 3 nó phải nhỏ hơn 3 phòng nhé. Đó, như vậy thằng M nó phải ở tầng 1. Đó, đúng không? Và thằng M không ở tầng 5 được nữa, cho nên tầng 5 này chỉ có 2 phòng thôi. Và tầng 3 này nó sẽ phải có một phòng, một phòng. Đó, hợp lý không? Câu nào sau đây không thể đúng. Ok, mình thử trường hợp đi. Ri ở tầng 2, hát ở tầng 3. Ri ở 2, hát ở 3 được không? Ri, hát. Sử, đây là Y, đây là U được không? Được. Ri vẫn bé hơn U đấy. Đó, những cái còn lại thỏa mãn hết đấy. Mơ bé hơn hết đấy. Rồi. Y ở tầng 2, hát ở tầng 3. Y tầng 2, hát tầng 3. Thì vẫn như vậy, Ri vẫn bé hơn U thôi. Đó, vẫn thỏa mãn đúng không? Y ở tầng 2, U ở tầng 3 là sai rồi. Y tầng 2, U tầng 3 thì Ri nó phải lên 2 lần, mà Ri nó lớn hơn U. C. Còn câu D. Ri ở tầng 2, U ở tầng 3. Ri ở tầng 2, U ở tầng 3. Thôi mình, dù mình chọn C thôi, mình cứ làm câu D đi. U ở tầng 3. Như này là thỏa mãn rồi đúng không? Còn trên này nó là thằng Y, thằng Hạp thì kỳ đó. Tại vì không có điều kiện gì rằng buộc hai thằng đó cả. Như vậy nó là đáp án D đúng không? Lúc này Nguyễn Quang Huy, à C đúng không? Nguyễn Quang Huy comment C mà sao lại thua? À, hiểu chưa mọi người? Hiểu không? Hiểu không? Nếu Ri sống ở tầng 1 thì U tầng 2, mà tầng 2 có 2 phòng ngủ. Hiểu. Đó, để cho anh lên câu 2 xem cái gì ha. Nếu S sống ở tầng 3 thì sao? Ủa chắc gì U ở tầng 2 trúng. LU nó ở tầng 6 thì sao? À quên quên nhầm, câu này phải đổi dự kiến đúng không? Bây giờ mình thử làm theo cách của trúng xem nào. Thử làm theo cách của trúng xem nào. Đó. Câu nào thì không thể đúng. Câu 2 hả? Câu 2 sao kỳ vậy ta? À, rỉ ở tầng 1. À, ok, hiểu.